Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế. Cựu chiến binh Lê Kim Hùng tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang là một trong những tấm gương điển hình. Không chỉ thành công với mô hình nuôi gà thả vườn, cựu chiến binh này còn nhân rộng cách làm đến với nhiều hộ dân, góp phần đem lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Ấp ủ dự định chăn nuôi gà theo mô hình thả vườn từ rất lâu. Tuy nhiên, đến khi về hưu, cựu chiến binh Lê Kim Hùng tại thôn Trà Kiểm, xã Hòa Phước mới có thời gian để biến dự định đó thành hiện thực. Ngay trên mảnh đất quê hương, cựu chiến binh Lê Kim Hùng đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại với số tiền hàng trăm triệu đồng để nhân giống và chăn thả đàn gà thả vườn hơn 400 con như hiện nay. Đến nay, mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình ông Hùng. Sau khi về hưu, với tinh thần là người cán bộ đồng thời là cựu chiến binh, thì tôi là về quê thì thấy rằng là có một cái khu vườn, nó có lợi thế là chăn nuôi, lập trang trại để chăn nuôi, để giải quyết được một vài lao động trong gia đình, đồng thời là cũng góp một phần là thu nhập cho gia đình. Về kinh nghiệm thì thật ra thì tôi cũng nghiên cứu trên sách vở và những người mà người ta là nuôi gà ở các trang trại lớn. Không chỉ xây dựng chuồng nuôi bài bản, kiên cố, ông Lê Kim Hùng còn đầu tư một trại gà giống nhằm chủ động ở khâu đầu vào để kiểm soát được dịch bệnh. Chính vì vậy, trại gà của ông luôn luôn đảm bảo số lượng xuất chuồng, không lo bị động về nguồn giống. Một năm thì tôi nuôi được là từ 3 lứa đến 4 lứa. Như vậy cái sản lượng thì một lứa như vậy là khoảng từ 500 đến 800 con gà. Nếu mà trừ các cái chi phí ra thì một năm lợi nhuận đem lại thì khoảng là từ 50 triệu đến 80 triệu. Nhưng mà năm nay thì do cái dịch Covid-19 cho nên cái số lượng gà nuôi nó không có mức độ. Thành công bước đầu từ mô hình nuôi gà thả vườn, cựu chiến binh Lê Kim Hùng nhận thấy tại thôn Trà Kiểm, nhiều hộ dân có những khoảng vườn trống với diện tích lớn thích hợp để triển khai mô hình này, nên ông Hùng đã tận tình chia sẻ kinh nghiệm cách làm cho bà con nơi đây, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, vừa góp phần giải quyết lao động tại chỗ, vừa góp phần phát triển kinh tế. Cách làm của cựu chiến binh Lê Kim Hùng nhận được sự đánh giá cao của mọi người trong thôn. Thì đây là một mô hình rất là có ý nghĩa. Thứ nhất là nó giải quyết công việc làm, đem lại cái hiệu quả kinh tế cho người, thu nhập cho người nông dân. Riêng với cựu chiến binh Lê Kim Hùng á, thì từ khi về đây đến đây á, phải nói là một tấm gương rất là gương mẫu. Đặc biệt cái mô hình của anh Hùng nó cũng lan tỏa cho đến bà con trong thôn xóm, và hiện nay là một số cựu chiến binh ở trong thôn là cũng thực hiện theo cái mô hình này. Với suy nghĩ làm thế nào để phát triển kinh tế và cách làm từ mô hình nuôi gà thả vườn, cựu chiến binh Lê Kim Hùng đã thể hiện quyết tâm vươn lên, không trông chờ ỷ lại. Đó là ý chí của người lính Cụ Hồ, mong muốn được đóng góp sức mình cho quê hương.